Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Okay. Rồi, tôi sẽ cho chúng ta coi một cái hình này một chút xíu. Tôi nhớ khi mà tôi qua Úc thì đứa em gái của tôi mua một tấm hình, và tấm hình này gọi là footprint, là dấu chân trên cát. Thì nếu ai ở đây lâu thì chúng ta sẽ thấy cái hình này. Trong hình ảnh nói lớn đó, có một người nằm trong giấc mơ và thấy là có hai cái dấu chân đi trên cát. Rồi một ngày kia, cái người này thấy rằng sao chỉ còn có một cái dấu chân thôi, tuy nhiên là có chỉ một người đi trên cát thôi, và hai cái chân trên cát. Và anh ta ngẫm nghĩ lại và thấy rằng trong lúc mà cái dấu chân trên cát này là lúc mà mình đối diện với những cái khó khăn nhất, lúc hoạn nạn nhất, lúc mà gặp những chuyện xấu nhất, chỉ còn một dấu chân thôi. Trước đó anh ta nhìn rõ ràng đó là có hai dấu chân, một dấu chân của mình và dấu chân của Chúa, và anh ta là lúc Chúa dẫn dắt mình đi. Nhưng mà lúc mà gặp hoạn nạn khó khăn thì anh ta nhìn thấy cái dấu chân đó chỉ một đôi chân đã trên cát thôi. Anh mới thắc mắc hỏi Chúa: Chúa ơi, con thắc mắc là sao? Tại sao lúc mà con khốn cùng nhất, còn tuyệt vọng nhất, còn lúc còn thấy đau khổ nhất, con chỉ thấy có hai đôi chân của con thôi. Chúa ở đâu sao ngài không giúp con trong lúc đó? Và Chúa trả lời với anh này là: Con ơi, dấu chân đó không phải dấu chân của con, mà là dấu chân của ta. Lúc đó ta đang bồng ẵm con. Wow, người này thích lại quá. Cho nên từ đó cho đi có nhiều tấm tranh tương tự giống vậy được in ra và nhiều người thích và mua. Nhưng mà tới lúc nào đó bắt đầu Chúa dạy tôi. Chúa dạy tôi cái điều gì? Chúa dạy tôi là ai là người thích bò. Ai là người thích bò? Chúng ta coi hình cái tiếp. Chỉ có những người bệnh mới người ta học thôi. Chỉ người bệnh mới để người khác chăm sóc thôi. Chỉ có người bệnh mới được người ta khiêng lên thôi. Và chỉ có trẻ em mới được bồng. Bây giờ quý vị tưởng tượng tôi một sư phong ha. Ai bồng tôi đi đường? Bồng tôi vô xe ha. Một tôi đi ăn ha, rồi đút ăn cho tôi. Quý vị có chuyện này something very wrong. Con cái Chúa, chúng ta theo Chúa nhiều năm và chúng ta chỉ mong được Chúa bọn mình, mong được người khác chăm sóc mình, mong được người khác an ủi mình, mong được người khác nhắc nhở mình đọc thánh, mong được người khác nhắc nhở mình cầu nguyện. Thở cái buồn hay cái giận, gặp một số người nào nó không gặp mặt. Hôm nay tôi muốn sẽ nói rất là thẳng cho chúng ta điều này. Để làm chi? Để chúng ta hiểu rằng đã đến lúc chúng ta cần phải lên lời. Amen. Tại yếu quá vậy. Amen. Yeah, đúng rồi. Đã đến lúc chúng ta cần phải lên lời. Đã đến lúc chúng ta cần được thay đổi. Không phải lúc nào chúng ta cũng bệnh hoạn rồi, giống như đứa bé có khoe he hoài, rồi khi mà khóc xong rồi cái người nào đến dỗ vuốt ve rồi thôi đừng buồn, nó đừng giận, nó đừng trách người này trách kia nữa, cho nên khóc, còn thời gian sau bắt đầu làm thật nữa. Quay qua người cái bên nói rằng tôi chích sữa rồi. Chích sữa rồi. Đó, nó cái này chúng ta hãy tôi đem cho vui, nhiều khi giảng là có những cái này nó mới vui, còn không ám thì với ai hết đâu. Nhưng mà chúng ta không còn còn khóc còn nhũng nhẽo nữa. Tại sao chúng ta coi cầu thánh tại đây? Kinh thánh Chúa nói chúng ta là ngày tập tay con đánh giặc đến nỗi cánh tay con dương nổi cung động. Chúa muốn ngay tập những hoạn nạn, những thử thách trên đời sống chúng ta để nó dương nổi cung, mà không phải cung thường, mà cung bằng đồng. Cái cung bằng thường bằng cây đó dễ uống, nhưng mà cung đồng rất khó uống.
Nhưng mà cung đồng nó có một sức mạnh rất là lớn, khi mà ai vươn nổi cung đồng rồi thì mũi tên nó sẽ đi rất là xa và nó trúng ai là người đó là coi như là xong. Cho nên những hoạn nạn, những thử thách trong đời sống của chúng ta, Chúa tập luyện cho chúng ta để chúng ta vươn nổi cung đồng. Và đồng thời Chúa xuống nói thế này: hãy đi, ta sai con như chiên giữa bầy muôn sói, như chiên con giữa bầy muôn sói. Chúa không nói là chiên lớn nhưng mà Chúa nói chiên con. Đức con chiên còn bé này, Chúa muốn chúng ta là những đứa chiên con tập sự những bước đi vào giữa những cái chốn mà khó khăn nguy hiểm, nơi mà sự tấn công của Satan, nơi sự cám dỗ của nó, nơi những hoạn nạn mà đem đến mình, và Chúa muốn chúng ta tập những chiên con đó, làm khi mà chúng ta mới theo Chúa chúng ta phải tập điều này. À, cho nên quý vị phải cảm ơn những người nhắc nhở chúng ta cầu nguyện hoặc thánh thì sao họ muốn tập cho chúng ta để chúng ta đối diện với những khó khăn, với những thách thức chúng ta đứng vững. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa nói chúng ta: còn ta bảo con rằng con là Phêrô, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao thì quá chung ốt thiên đàng cho con, bất cứ điều gì con buộc trên đất cũng sẽ buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở trên đất cũng sẽ mở ở trên trời. Nói cách khác, hội thánh của Chúa là bất khả sắp đặt. Hội thánh của Chúa là hội thánh mà ma quỷ không thể nào thắng được. Hội thánh của Chúa là hội thánh bất chiến bất thắng. Amen. Tại sao hội thánh của Chúa thắng? Bởi vì chúng ta hát bài hát vì Giê-xu sống. Amen. Có những người họ đi đến viếng những người mà lãnh đạo tôn giáo của họ, và họ viếng mộ của người lãnh đạo tôn giáo của họ, và những ngôi mộ đó rất là hoành tráng, rất là đẹp đẽ. Và họ trở về, họ nói rằng: tôi đã đứng mà được cái mộ của người lãnh đạo của tôi, lãnh đạo tôn giáo của tôi, và họ về họ khoe. Nhưng mà tôi xin thưa với chúng ta này, không ai tìm được xác của Chúa Giêsu cả, bởi Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài đã thăng thiên về trời. Amen. Và bởi vì Chúa Giêsu sống, cho nên cuộc đời chúng ta bất cứ hoạn nạn, bất cứ khó khăn nào, chúng ta đều sống bởi vì Chúa sống trong chúng ta. Do đó những hoạn nạn, những thử thách đến cho đời sống chúng ta, đó là những lúc Chúa muốn rèn tập cho chúng ta, để chúng ta giống như Chúa, chiến thắng. Quay qua người cái bên, chiến thắng. À, tôi cảm ơn Lan đã đặt tên cái tổ của mình là Giê-xu đã thắng. Amen. À, chúng ta không phải đắc thắng một lần, hai lần, mà chúng ta đắc thắng luôn luôn. Amen. À, và chúng ta phải hiểu điều này. Bệnh tật đến, đắc thắng. Nghèo đói đến, đắc thắng. Buồn bã đến, đắc thắng. Ai làm bệnh trận, đắc thắng. Sống vui mừng. Gia đình lộn xộn, đắc thắng. À, đó là mục đích mà Chúa cứu xuống dành để cứu chúng ta. Amen. Mà muốn có hội thánh đắc thắng, phải có những mục sư đã thắng, và có những nhân sự đã thắng, và có tín đồ đã thắng. Amen. À, quý vị tưởng tượng mà nếu mà tôi kêu giảng cho chúng ta ra đi đắc thắng mà cái gì tôi cũng sợ thì tôi tin là tín đồ còn sợ cái nào đó. Nếu tôi là mục sư tôi lo lắng thiếu thốn tiền bạc thì tín đồ còn lo lắng cái nào đó. Nếu tôi lúc nào cũng lên đây giảng buồn bã rầu rĩ, tôi tin là những đồ tín đồ khóc không ra nước mắt. Chúng ta cần có những người lãnh đạo, những người mục sư, những người tổ trưởng, những người mà tin Chúa lâu năm, chúng ta lộ ra cái vẻ mặt của một người sống đắc thắng. À, và mai mốt ước mong rằng chúng ta mỗi lần chúng ta nhóm lại đem theo cái mặt cười lên, vui lên. Amen. À, bây giờ người mình cũng thấy nụ cười anh chị mai mốt nha, không có tha cười nữa nha. Amen. Cảm ơn Chúa. À, hội thánh, à, cảm ơn chị. Hội thánh không phải là một tòa nhà hay là một hệ phái. Hội thánh trong tiếng Hy Lạp gọi là Ecclesia. Ecclesia có nghĩa là một hội đồng những con người được gọi ra khỏi. Cho nên khi mà chúng ta nói hội thánh là chúng ta cũng nói một nhóm người được Chúa cứu ra khỏi cái thế giới tối tăm và trở thành con cái của Ngài, là những con người gom lại với nhau. Hội thánh nói đến không phải một cơ sở xây dựng, nhưng nói là một thân thể, và mỗi một người là một chi phái của nhau, chi thể của nhau. Quý vị là có người là mắt, quý vị có người là tai, có người là chân, có người bên trong, có người bên ngoài. Mỗi người chúng ta là một chi thể của nhau.
và chúng ta cần có nhau. Amen. Chúng ta không thể nào ở trong một thân thể mà chúng ta dị ứng với người khác. Một thân thể mà một bộ phận không hoạt động có nghĩa là thân thể bệnh tật. Thân thể mà khi mà một cái phổi không thở được, thở lúc nào cũng thở, lúc không thở người bị sỉ đó, là thân thể không có khỏe mạnh. Cho nên chúng ta cần tất cả mọi người trong hội thánh chúng ta là chi thể và mạnh mẽ. Amen. Cho nên khi mỗi một chi thể mạnh mẽ thì cả một thân mạnh mẽ. Và chúng ta phải nhìn được trong bối cảnh gia đình cũng vậy, nếu ông chồng mạnh mẽ, vợ đang buồn bã, người chồng mạnh mẽ giúp đỡ thì tất cả mọi người vượt qua. Cho nên đây là điều rất là quan trọng cho đời sống chúng ta. Cho nên thân thể gồm có các chi thể, quay qua người cái bên và nói là tôi là chi thể của anh chị. Tôi là một phần chi thể của anh chị. Không ai chúng ta là ốc đảo một mình hết. Rồi hội thánh của Chúa gồm có hai phần, bao gồm là hội thánh phổ thông. Ai học giáo lý căn bản biết điều này, là tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu Christ biết ở khắp nơi trên thế giới, người da trắng, da vàng, da đen, bất cứ như người nào, đều là thân thể của Chúa, đều là con cái của Chúa, và chúng ta với họ cùng một thân thể là Chúa Giêsu. Cho nên đây là hội thánh phổ thông hay là hội thánh chung. Ngoài cái hội thánh chung ra, có một hội thánh tiếp tiếp mà chúng ta nói đến là hội thánh địa phương. Hội thánh địa phương là hội thánh nơi nào có hai ba người nhóm lại với nhau và gom chung lại với nhau hội thánh. Ví dụ hội thánh chúng ta là hội thánh Phúc Âm Phục Hưng Quốc tế, thì hội thánh của chúng ta là hội thánh địa phương và được đặt tại khu Cô Đô Lạt. Và khi nào chúng ta nhóm ở đâu, trung tâm ở Kirwin hay bất cứ chỗ nào đó, chúng ta là hội thánh địa phương và chúng ta thuộc về nhau ở trong một cái địa phương và trong hội thánh. Và có người lãnh đạo đó hay gọi là thánh địa phương. Cho nên sứ đồ Phaolô ông nói đến Galati nó có nhiều hội thánh và trong đó ông gửi đến cho một số người là vài người ở trong hội thánh tại nhà. Cho nên nếu nhóm ở nhà cũng được gọi hội thánh. Mục đích của hội thánh là gì? Là giúp đỡ cho những thành viên được hiểu biết Chúa, được lớn lên, được trưởng thành và sống kết quả cho Ngài. Giống như chúng ta là cha mẹ, chúng ta sinh ra đứa con, chúng ta muốn đứa con nó lớn lên, không có muốn đứa con nó lúc nào cũng bồng nó hoài, không muốn con nào cũng uống sữa hoài, chúng ta không muốn. Thì khi mà chúng ta bước vào trong hội thánh thì nhiệm vụ của mục sư, nhiệm vụ của người lãnh đạo thánh giúp làm sao chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, giúp làm sao chúng ta được thành công, giúp làm sao chúng ta gia đình chúng ta hạnh phúc. Đó là sao những buổi học kinh thánh, những buổi cầu nguyện là giúp cho chúng ta được lớn lên, những tổ tế bào giúp cho chúng ta lớn lên và giúp cho chúng ta để khi chúng ta học được gì chúng ta vâng lời. Hồi nãy thôi có là chứng rất là bất lợi. Bởi vì một trong chìa khóa để được phước của Chúa đó là sự vâng lời. Chìa khóa được phước cho ban cho mình và cho con cái mình đó là sự vâng lời. Rồi để làm sao có hội thánh mạnh mẽ, hội thánh mạnh mẽ như tôi đã nói là nhờ những người lãnh đạo mạnh mẽ, nhờ những nhân sự mạnh mẽ, nhờ những người tổ trưởng tổ tế bào mạnh mẽ, nhờ có những tín đồ mạnh mẽ. Không phải chỉ một người mạnh mẽ nhưng mà nhờ tất cả mọi người mạnh mẽ. Amen. Vậy người của mình bắt đầu hôm nay tôi sẽ là người mạnh mẽ. Ok. Nào, hội thánh mạnh mẽ không phải, nghe kỹ, bắt đầu nghe kỹ tôi định nghĩa đây, lời Chúa định nghĩa đây. Hội thánh mạnh mẽ không phải là đông tín đồ hay là giàu có nhiều tiền và thành công. Có những nhà thờ rất lớn ngày hôm nay họ không còn nữa. Có xây dựng lớn cách mấy đi chăng nữa không còn nữa, bởi vì cơ sở nó chỉ là cái chỗ địa điểm để nhóm thôi, chứ không phải là có cơ sở là mạnh mẽ. Kinh Thánh Chúa nói về hội thánh Laodice là hội thánh giàu có đủ thứ lắm, có rất nhiều thứ, họ thậm chí họ nói tôi không cần gì luôn, chúng tôi không cần gì, không cần gì hết. Nhưng mà Chúa nhìn vào hội thánh Laodice, Chúa nói là hội thánh hâm hẳm và Chúa mửa nó ra. Và Chúa nói là hội thánh các ngươi đó là các ngươi không cần gì cả, nhưng mà ta thấy các ngươi cùng khổ, đáng thương, nghèo nhạt, tôi buồn và lõ lộ. Cho nên trong ánh mắt của Chúa định nghĩa một hội thánh không phải là bề ngoài hoành tráng, bề ngoài nó hùng vĩ, có nhiều tiền, cơ sở rất là lớn. Chúa không nhìn giống vậy. Và hội thánh không phải là hội thánh
mà có nhiều người phục vụ tốt, làm công việc ngon, và nấu ăn có người nấu ăn ngon, tổ chức cái gì đều có người tổ chức tốt. Không phải, bởi vì Chúa nói với hội thánh Chúa nói với hội thánh là hội thánh này dung túng cho tội lỗi. Và để cho người tội lỗi sống bê hố rồi. Hội thánh không phải là hội thánh mà mình nói đến có một sư giảng rất hay, họ giáo lý gì cái điều gì họ cũng biết hết, giống như hội thánh Ê-phê-sô. Và Chúa nhìn vào hội thánh Ê-phê-sô, Chúa nói họ cái gì họ cũng tốt, họ cũng giỏi giáo lý, họ biết lừa những ai là những người mà giáo sư giả, những người mà sứ đồ giả, họ biết hết tất cả mọi điều. Nhưng mà Chúa la họ, Chúa là các ngươi đã đánh mất tình yêu và lòng. Cho nên chúng ta có thể giỏi về thần học, chúng ta yêu mến Chúa, cho nên chúng ta giỏi là học, ta biết Kinh Thánh. Nhưng mà nếu chúng ta không yêu mến Chúa thì Chúa nói chúng ta là không thay đổi thân bản. Chúng ta có thể tham gia dự những buổi học Kinh Thánh, chúng ta nói những câu nói rất là hay, nhưng mà Chúa nói này, con đã đánh mất tình yêu và lòng. Cho nên hội thánh mạnh mẽ là hội thánh mà tất cả chúng ta đều yêu mến Chúa, và chúng ta nói Chúa ơi, con yêu Ngài hơn cả mọi điều. Cho nên hội thánh mạnh mẽ không phải là hội thánh đông tín đồ, có nhiều tiền, có cơ sở, có nhiều người phục vụ tốt. Nhưng mà hội thánh có những người yêu mến Chúa, những con người vâng giữ lời Chúa và không chối danh Ngài. Hội thánh mạnh mẽ còn có hai đòi hỏi, hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là những con cái của Chúa trưởng thành. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người nào có tin Chúa là người được tái sanh. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta giống như là con trẻ, hôm nay cái này ngày mai như thế. Chúng ta nghe người này nói và chúng ta tin nơi họ, dễ dàng bị lừa dối. Ê-phê-sô 4 bị xấu rõ thổi, hôm nay như thế này ngày mai như thế kia. Kinh Thánh cho chúng ta biết là đáng lẽ Kinh Thánh cho chúng ta phải trưởng thành ở trong Đấng Christ. Kinh Thánh cho chúng ta biết đáng lẽ chúng ta làm thầy từ lâu rồi. Có nghĩa là chúng ta đi tới một quốc độ nào, theo Chúa quốc độ nào đó, thì tới lúc mà chúng ta phải dạy anh khác, tới lúc mà chúng ta chăm sóc người khác, tới lúc mà chúng ta trưởng thành, chúng ta muốn người khác đến với Chúa, tin Chúa. Chúng ta tới lúc mà chúng ta mong ước rằng những gì Chúa làm cho mình, Chúa cũng làm cho người khác. Chúng ta mong muốn là cuộc đời của mình là cuộc đời của phép lạ. Và tại đây Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự trưởng thành này để làm gì? Để chúng ta nhận lấy cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta. Galatia đoạn 4 câu 1 câu 2, sứ đồ Phao-lô nói rằng: tôi muốn nói rằng Phao-lô người thừa kế còn thơ ấu, dù làm chủ bộ tài sản thì cũng không khác gì một nô lệ. Người ấy phải ở dưới quyền của người giám hộ và quản gia cho đến thời hạn mà người cha đã định. Người Việt Nam chúng ta có một cái thông lệ đặc biệt, nhất là những người Hoa mà ở Việt Nam, khi con họ lớn lên đó, họ gửi con họ đi làm cho người chỗ khác, bắt làm người dưới lên để rồi mai mốt họ trao cái tài sản của mình cho con. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mặc dù chúng ta là con cái Chúa, nhưng mà nếu chúng ta vẫn còn là đứa con trẻ còn thơ ấu, mặc dù tài sản mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta, cơ nghiệp gì mà Chúa hứa dành cho chúng ta, nhưng mà Chúa sẽ không giao chúng ta, bởi vì Chúa chờ đợi chúng ta cho đến lúc chúng ta trưởng thành. Và khi chúng ta trưởng thành thì một điều xảy ra cho đời sống của chúng ta, nếu chúng ta chưa trưởng thành thì Chúa sẽ bắt chúng ta ở dưới quyền của người giám hộ hay người quản gia cho đến khi chúng ta trưởng thành, rồi mới được giao và giao tài sản cho đứa con. Có nghĩa là những lời tiên tri Chúa hứa cho chúng ta, có nghĩa là những ước ao Chúa dành cho chúng ta, nó sẽ không xảy ra mặc dù Chúa hứa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng
điều gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng cho những ai yêu tin Ngài. Chúng ta thường nói câu này rất là bình thường, nhưng mà yêu kính như thế nào? Chúng ta không yêu kính Chúa khi mà Ngài ban cho chúng ta nhiều tiền. Chúng ta không yêu kính Chúa chỉ những lúc mà chúng ta được Chúa cho thành công. Chúng ta không yêu kính Chúa khi gia đình mình yên ổn, mọi sự tốt đẹp. Nhưng mà Chúa muốn thể hiện cái sự yêu kính Chúa trong đời sống chúng ta những lúc mà chúng ta mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ. Những lúc mà chúng ta mất cái đó, chúng ta có thể vô ta lên ngợi cái Chúa, cảm tạ Chúa. Một người bạn của tôi và chúng ta cũng biết là ra đây, đó là một sư Lê Minh Hùng. Một ngày kia sốt cháy hết. Sốt thì cháy. Rồi trong đó tiền của hội thánh để trong nhà cũng bị cháy. Rồi chưa kể nữa là sốt bị nhân viên làm việc và bị tai nạn cũng tăng. Và ông nói là gì? Vào trong hội thánh thờ phượng Chúa. Ở điều nhất là dùng mất hết tất cả tài sản, mất hết tất cả mọi thứ. Và ông nói là Đức Giê-ba ban cho, Đức Giê-ba lấy lại, đáng lời khen Đức Giê-ba. Và ông xác định chúng ta cùng thờ phượng Chúa. Cái sự thờ phượng Chúa mà yêu mến Chúa, không ác đánh Chúa trong những lúc mình gặp tai họa, gặp hoạn nạn, dấu hiệu là chúng ta yêu Chúa. Việt Nam chúng ta có câu là nhà nghèo mới biết con thảo, nước loạn mới biết tôn kính. Khi hội thánh gặp nan đề, hội thánh gặp khó khăn, có sự lộn xộn xảy ra, ai là người dẫn chung với mục sư, ai là người đứng trong thánh, đi vào trong chỗ cầu nguyện cho thánh, dấu hiệu đó là con cái thật, dấu hiệu đó là những người trưởng thành. Còn khi mà hội thánh có một chuyện gì xảy ra, những con người nào đi ra nói này nói kia nói nọ và làm cho hội thánh trở nên lộn xộn hơn, dấu hiệu đó chưa được trưởng thành. Chúng ta đến lúc chúng ta cần đứng chung với nhau để cùng nhau mạnh mẽ. Hội thánh mạnh mẽ là nơi tín đồ để Chúa Giêsu làm trung tâm cuộc đời của mình. Họ yêu Chúa hơn mọi điều. Họ coi cái việc sống đẹp lòng Chúa là mục đích cao cả. Họ coi cái việc mà yêu nhau và giúp đỡ nhau, mang lấy gánh nặng cho nhau, hiệp một cho nhau, đó là cái điều mà họ muốn sống, đó là lối sống của họ. Hội thánh mạnh mẽ là nơi mà con cái có linh được Chúa được thể hiện. Họ có những tình yêu thương và sự vui mừng. Họ lúc nào mọi người lộ ra cái tình yêu thương, lúc nào cũng thấy họ yêu thương. Chuyện gì xảy ra họ cũng yêu. Họ ai làm chuyện gì họ vẫn yêu. Lúc nào chuyện khó khăn là họ cũng lộ ra vui mừng. Lúc nào chuyện gì xảy ra họ luôn luôn lộ sự bình an. Họ nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín. Trung tín không phải mỗi lúc mà lúc một thời gian họ rảnh rỗi ban thờ phượng, lúc mà tôi rảnh tôi thờ phượng, nhưng mà ngay cả những lúc khó khăn và những lúc mà không thể được, họ vẫn đến số và họ vẫn trung tín trong đó. Trung tín không phải là chỉ trung tín lúc mà mọi sự tốt đẹp, mà ngay cả không thể họ vẫn trung tín. Họ khiêm nhu, nhịn nhục, họ tiết độ, không có cám dỗ để đến với họ, và họ sẵn sàng chạy sao đến Giô-sép, cám dỗ đến bỏ chạy. Hội thánh mạnh mẽ là những con người có một tâm trí kiên định. Kinh thánh cho biết rằng người nào có tâm trí kiên định, Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn vì người đã tin cậy nơi Ngài. Cái chữ bình an mà Kinh Thánh nói là Shalom ở đây, nó nghĩa là người nào mà tin cậy nơi Chúa thì sự bình an của Chúa, có nghĩa là cái sự giàu có của Chúa, cái phước hạnh của Chúa, sự bảo vệ của Chúa, sự che chở của Chúa, sự tốt đẹp của Chúa ở trong cái người đó. Những ai ướt mắt của Chúa, khi bão tố phong ba đến cuộc đời, họ không nhìn vào nắng đời, không nhìn người này người kia, không nhìn vào Chúa, tin cậy nơi Chúa. Và Chúa đã giúp họ vượt qua, Chúa giúp họ đạt thắng. Người mà một người tín đồ mạnh mẽ, bởi vì trong một thánh mạnh mẽ của người tín đồ mạnh mẽ, lúc nào cũng có cái sự vui vẻ trong đời sống của họ. Trong Ngôn 17 câu 22, tấm lòng vui vẻ là liều thuốc hay, tâm thần suy sụp làm xương cốt khô héo. Khi mà tôi cầu nguyện cho những ai mà đau nhức, bệnh tật khớp, bệnh này nọ,
dấu hiệu người đó buồn, dấu hiệu người đó rầu, dấu hiệu người đó lo. Nhưng mà cái người mà cái viên thuốc hay cho chúng ta không phải đi bác sĩ uống thuốc. Cái viên thuốc hay của chúng ta đó là chúng ta vui mừng ở trong Chúa, vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong danh 3 câu 2, thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh thần xác, cũng như thịnh vượng về phần hồn. Hội thánh có những con người mạnh mẽ, là những con người họ thịnh vượng từ bên trong lẫn bên ngoài. Cho nên như hồi nãy chúng ta nói, có nhiều tiền chưa hẳn là thịnh vượng. Có nhiều người có nhiều tiền cho nên họ không vui. Có nhiều người có nhiều tiền đi nhiều thạc ti vân vân, tất cả những họ có bình an, họ vui. Đầy sự lo lắng, đầy sự sợ hãi. Nhưng mà những người nào mà những người nào trưởng thành, những người nào trong Chúa, họ có một sự bình an mà bất di bất dịch. Không có điều gì làm họ lung lay cả. Không có điều gì làm họ sợ hãi cả. Không có điều gì làm họ rung động cả. Bởi sao? Lòng họ neo ở trong Chúa. Cái bài hát neo tôi chắc, rất chắc, rất chắc. Tại sao thì họ để lòng neo ở Chúa, yên nghỉ ở trong Chúa. Đó là cái người trưởng thành ở trong Chúa. Bông trái thân của Chúa thể hiện ra, đời sống họ thể hiện ra lúc nào cũng vui vẻ, cũng bình an. Họ luôn luôn thể hiện cái tình yêu dành cho người khác, luôn đối xử với người khác giống như gì Chúa đối xử với mình. Nhưng mà đó chỉ là một phần thôi. Một phần nữa mà Chúa muốn chúng ta để trưởng thành, đó là người sống trong quyền năng, người có quyền phép của Đức Thánh Linh. Chúng ta có biết không, con chim bồ câu đó là con chim đại diện cho mang lấy hình bóng về Đức Thánh Linh. Con chim bồ câu nó có chính cái lông chính của nó, nó có những cái lông phục, nhưng mà nó có chính cái lông chính, mỗi bên chính cái lông chính. Có nghĩa là nói đến đời sống của người đó có chính âm tứ Thánh Linh và chính bông trái Thánh Linh. Chính âm tứ Thánh Linh mà gồm có là âm tứ nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, âm tứ là tiên tri, âm tứ mặc khải, là gồm có âm tứ phân biệt các thần, âm tứ là nói công an, là nói biết, âm tứ đức tin, âm tứ chữa lành, âm tứ là phép lạ. Họ có âm tứ của Chúa, cho nên khi mà có chuyện gì xảy ra họ đứng vững, họ thấy quyền năng của Chúa vượt qua tất cả điều này. Khi họ bình tĩnh, họ sử dụng âm tứ của Chúa đuổi bệnh ra khỏi. Khi mà bị tấn công tài chánh của họ nhận biết rằng mình đã trung tín với Chúa trong con người, trong các của dân, thì nghèo đó của mình nó phải đi. Chúng ta biết chống trả lại tất cả những công việc của ma quỷ tấn công mình. Những cái gì khó khăn trong đời sống chúng ta biết nhờ sức Chúa vượt qua. Chúng ta sẽ ở một cái chỗ mà chấp nhận số phận của chúng ta giống như vậy. Làm con cái của Chúa, chúng ta hiểu được Chúa có một chương trình dành chúng ta, một kế hoạch dành chúng ta. Và chương trình đó trong Thi Thiên 139 cho chúng ta biết rằng cái ý tưởng của Chúa dành cho tôi thật là quý báu thay. Nếu mà cái tư tưởng đó thật là vĩ đại thay, và nếu tôi đến cái tư tưởng đó, những ý định của Chúa, thì nó nhiều hơn là cao. Chúa dành tất cả những điều quý giá dành cho chúng ta, nhưng mà chúng ta hãy biết Chúa dành cho chúng ta. Và làm sao chúng ta biết? Chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa. Và đó là sao những người cần bước đi trong Thánh Linh của Chúa, chúng ta nhờ năng quyền của Chúa để chúng ta vượt qua. Những người mà tín đồ mạnh mẽ là có quyền phép Thánh Linh Chúa, là những người đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh. Họ biết nhờ vũ khí của Đức Chúa Trời chống trả ma quỷ. Khi ma quỷ tấn công cho họ được gì? Tấn công con cái họ, họ biết đánh trả lại. Khi ma quỷ tấn công được điều gì trong đời sống của họ, họ không nhìn con người là vấn đề. Khi mà ai đó quấy phá chúng ta, thì chúng như thôi đã làm chứng chúng ta đó. Tự nhiên ông chủ tự nhiên lên giá, cứ lên giá ngoài. Có một ai đó đang tấn công. Và nếu như chúng ta không biết đó là sự tấn công của ma quỷ, chúng ta im lặng, bất tiện lên cứ đưa máu lên đầu. Nhưng mà nếu chúng ta biết là Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện và chẳng đứng tất cả điều này. Ma quỷ tấn công gia đình chúng ta, tấn công con cái chúng ta, tấn công tiền bạc chúng ta, bởi vì nó là kẻ thù của chúng ta, nó không bao giờ muốn ta sống yên ổn hết. Nó cám dỗ chúng ta, nó làm tất cả mọi thứ để cuộc đời chúng ta không bao giờ có tương lai. Và do đó chúng ta cần phải chiến đấu, chúng ta cần phải mạnh mẽ.
Amen. Hội thánh mà khi mà chúng ta có những con người mà mặc lấy quyền phép của thánh của Chúa, họ sẽ không than vang, không khóc lóc, nhưng nhờ thánh Chúa giúp mình vượt qua. Vì họ biết rằng ai sinh ra từ Đức Chúa Trời là những kẻ chiến thắng. Đức tin của chúng ta là chiến thắng, chiến thắng chúng ta. Đức tin của chúng ta là đem thiên đàng xuống đất này. Đức tin của chúng ta qua ngôn miệng chúng ta công bố: kẻ yếu nối tôi được mạnh, kẻ khó nối tôi được giàu. Điều gì xấu cho đời sống chúng ta sẽ im lặng. Ôi thôi hết tiền rồi, chúng ta không nói như vậy. Chúng ta sẽ nói là Đức Giê-hô-va Jireh đã chu cấp mọi nhu cầu cho đời sống tôi. Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ tôi sẽ không thiếu thốn gì. Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa thêm sức tôi. Những tín đồ mạnh mẽ là những con người khi mà mục sư ai đó nhờ chúng ta làm gì mà chúng ta làm không được, mục sư em sẽ làm cho. Tại sao vậy? Chúng ta biết không phải mình làm mà Chúa giúp mình làm. Amen. Quý vị biết không, lúc mà tôi bắt đầu mà còn là thanh niên trẻ tuổi và lúc đó còn rất đẹp trai đó, những nhân vật còn đẹp trai mà đẹp trai cũng khác đó. À, lúc mà khởi đầu thánh thì tôi có tiếng tiếng Anh tôi rất là dở và tiếng Việt cũng không giỏi. Rồi có một ông đó, ông trong nhà thờ rồi đó, ông công dịch rất là giỏi, ông học tiếng Anh và ông dạy tiếng Anh trong trường quân đội. Ông không thương dịch mà ông kêu tôi dịch. Tôi kêu ông dịch qua mà kêu đứng lên cái hội thánh để dịch. Chưa bao giờ dịch qua, tôi đứng trên hội thánh. Những từ ngữ và tôi biết được trong kinh thánh không hề biết. Chúng ta biết những danh từ, những từ ngữ trong thánh, những từ ngữ bên ngoài và họ không. Nhưng mà tôi làm. Tôi kêu cái diễn giả đến giảng. Ông đã đưa cho tôi trước bài giảng, ông viết sẵn ra hết cho tôi trước một tuần. Tôi mua đến Trung Dung, tôi mua từ điển tiếng Anh Việt dày bao nhiêu nè. Tôi về tôi dở ra tôi coi. Cái người viết soạn bài giảng tôi trước một tuần lễ, tôi mò xuống mà tôi đọc từng chữ, tôi dịch ra, dịch ra. Rồi tới hồi lúc tôi giảng á, cái người họ giảng và tôi nhìn thêm bài giảng tiếng Việt tôi dịch. Nhưng mà cái người giảng họ không đọc bài giảng. Cái bài giảng thì sẵn đó vậy thôi, nhưng mà không có đọc bài giảng. Cho nên tôi quýnh lên, tôi không biết phải làm gì. Thì tôi cầu nguyện với Chúa và cám Chúa cũng dịch lúc sau. Thì họ đưa trước một tuần lễ. Rồi sau đó đang lẽ tới một tuần họ đưa thì họ đưa nữa, tương tự họ đưa. Rồi ngày hôm sau tôi tối ngày thứ bảy họ đưa tôi cái bài giảng. Rồi tôi hỏi bài giảng có chưa? Mà chưa. Rồi có buổi hôm đó sáng mai. Rồi sáng mai lại ổng có bài giảng ra và ổng nói. Và ông này ổng ai biết ông phát triển của mình. Ông chơi chữ chứ. Ông giảng ông chơi chữ, dùng chữ rất là sâu. Cho nên cái chữ có nhiều nghĩa. Nhưng mà tôi giảng, trời ơi, lần nào mình dịch giảng là cầu nguyện, nhưng mà không thâu luôn. Nhưng mà điều gì xảy ra? Chú tập từ tay tôi dương nổi cũng rồi. Quý vị thấy tôi dịch được ngày hôm nay, nó không phải là một bữa hai bữa. Nhiều năm chú tập luyện. Tại sao? Không là. Cho nên khi người lãnh đạo kêu chúng ta làm gì đó, quý vị hãy bắt đầu bước ra đi. Tại vì sao? Cái người mà cái người tín đồ mạnh mẽ là gì? Thấy cái khó họ không sợ, họ chạy tới cái khó. Bởi vì sao? Họ biết là tôi làm được mọi sự nhờ Chúa đấng thêm sức cho tôi. Họ không tránh, họ sẵn sàng đối diện và họ nhờ Chúa giúp họ vượt qua. Và nhờ vậy mà Chúa đưa tôi dịch và những cái hội nghị lớn, rất là lớn mà tôi dịch. Trung tính cho việc nhỏ, giao thì việc lớn hơn. Những người mà tín đồ mạnh mẽ là những người mà tin rằng Đức Chúa Trời ban cho họ quyền năng và thẩm quyền. Luca được tiếng công câu 1 câu 2, Chúa Giêsu gọi 12 sứ đồ họp lại ban cho quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ và chữa bệnh. Ngài sai họ đi giảng về vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh. Chúa ban cho chúng ta hai điều. Cái thứ nhất đó là thẩm quyền. Thẩm quyền đó là cái gì? Thẩm quyền trong cái tiếng tiếng Hy Lạp đó là exousia, có nghĩa đặc quyền, quyền hợp pháp,
thẩm quyền và quyền năng. Chữ này nói gì? Nếu chúng ta là một vị cảnh sát thì chúng ta được ban cho exousia, có nghĩa là thẩm quyền để mà chúng ta đi ra, chúng ta khám xét người khác và bắt người khác cho nghe lời. Chúng ta được ban cho cái quyền này khi chúng ta thấy xe nào chúng ta có kêu dừng lại để mà thử rượu hay là bất kỳ họ phải dừng lại. Chúng ta chạy xe chúng ta nhá đèn lên họ phải dừng lại. Không có xe nào được quyền gắn đèn mà giống như xe cảnh sát, không được mang đèn ra, chỉ cảnh sát được thôi. Bởi vì đặc quyền của họ được chính phủ Úc giao cho cái người công an làm những việc này, đó là exousia, là họ có thẩm quyền. Họ đeo cái thẻ, mặc bộ đồng phục, ngừng xe nào lên là xe phải dừng. Rồi cái thứ hai mà Chúa ban cho chúng ta đó là quyền năng. Quyền năng này trong tiếng Hy Lạp gọi là dunamis. Cái này là sức mạnh, nghĩa là sức mạnh, quyền năng làm phép lạ, một khả năng vô số. Dunamis này là cái chữ mà chúng ta dynamic, là cái chữ mà nó là chất nổ, bùng nổ lên. Và Chúa ban cho chúng ta cái quyền năng này để làm gì? Cái quyền năng này đối với người cảnh sát mà ngoài cái việc họ được ban cho cái exousia hay thẩm quyền này đó, thì kế tiếp họ ban cho là súng, là cái gậy. Và ai là cái người mà họ kêu không nghe lời thì có được phòng nghệ lên. Và ai không nghe lời họ cầm súng lên. Và nếu như cái người đó không nghe lời, người đó không nghe, họ gọi lên tổng đài, thì cả một cái đội mà công an sẽ làm mỗi cách trực thăng tất cả mọi thứ ghi cho người đó, bắt giữ người đó. Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là con cái của Ngài exousia, tức như là thẩm quyền, và thứ hai là quyền năng dunamis, để là khi chúng ta đi giảng tin lành, để chúng ta sống đời sống đặc thắng. Và đó là điều mà Chúa dành cho chúng ta. Luca 10 câu 17 câu 20 thế này: 70 môn đệ sau khi mà được Chúa sai đi giảng tin lành và họ trở về, họ nói rằng, họ vui mừng, họ kêu rằng: lạy Chúa, trong danh Chúa các quỷ mà chịu quốc phục chúng con. Đức Chúa Giêsu phán với họ: ta thấy Satan, quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban cho con thẩm quyền để dài đặt rắn bò cạp, và mỗi quyền lực của kẻ thù dưới chân chẳng điều gì làm hại con được. Chúng ta là con cái Chúa, tất cả những điều gì ma quỷ tấn công chúng ta, nó chỉ dưới chân chúng ta thôi. Cho nên đừng có đó mà khóc, đừng có đó buồn hay là hai nhân danh Chúa chấp người đó. Tuy nhiên mừng vì các con, các quỷ phục tùng các con, mà hãy mừng vì tên các con được ghi trên trời. Chúa xin muốn cho chúng ta biết mọi chuyện ma quỷ nó phục chúng ta, nó nghe lời chúng ta đuổi quỷ chúng ta, chữa bệnh, chuyện nó bình thường, đóng vậy. Không gì ngạc nhiên hết. Chúng ta nhân danh Chúa, Chúa làm cho chúng ta. Tôi nhớ qua là kia có một người bên Brisbane, qua bên Perth này. Anh ta đi qua và anh ta chở một cái xe trong container đem qua bên đây. Và khi mà tới đây rồi, cái xe tới rồi, thì một điều xảy ra đó là không có chìa khóa. Anh ta lục tất cả, không thấy chìa khóa. Và anh ta nói tôi để tôi cầu nguyện cho. Anh ta nói là mở hết tất cả mấy túi. Tôi nhân danh Chúa, tôi cầu nguyện Chúa. Còn không biết chìa khóa ở đâu, tôi cầu nguyện Chúa sai cái sứ Chúa đem đến chìa khóa cho người này. Tôi vừa cầu nguyện vừa xong, thì là người này thọt tay vô, tự nhiên cầm chìa khóa này. Và họ nói là làm sao cái chuyện này được, tôi mở ra tôi lục hai mấy lần rồi, làm sao xảy ra. Và những ai học iPhone mà năm rồi đã sẽ nghe một số học sinh của tôi làm chứng lại là họ mất cái gì, họ cầu nguyện Chúa, họ thất lạc thì họ cầu nguyện Chúa và Chúa đem đỡ trước mặt. Chúa ban cho chúng ta quyền năng, exousia, thẩm quyền và quyền năng. Khi tôi lái xe, trước đây tôi lái xe mà trên xa lộ tôi chở một xe tải như vậy, và bình xăng nó hết đỏ và quên đổ xăng, nó xuống tới chót cái dưới rồi, đó là chót rồi, mà đường nào có xăng hồn. Tôi nhớ danh Chúa, tôi đặt tay lên cái đồng hồ mà xăng, tôi nhớ danh Chúa, mày không được hết xăng, giữ xăng đó. Và có cường lúc trước tôi không cầu nguyện là tới đó là nó mới dừng xe lại chương trình rồi. Tôi nhớ danh Chúa, cái xe chạy tới sốt, lấy hàng xuống hết xong rồi, tôi mới đi đổ xăng. Thì mỗi lần chúng mình đó là đổ bình xăng như vậy là khoảng 60 đô. Kỳ này tăng lên 80. Chú bắt được một thêm 20 đô. Là chạy từ xe lộ cho mình. Cho nên quay qua cái người cái bên, phép lạ là chuyện bình thường, không có gì ngạc nhiên hết. Amen. Chúng ta là con cái Chúa, phép lạ là cái chuyện bình thường, không có gì ngạc nhiên hết. Và để sống đời sống có phép lạ, chúng ta phải thuận phục Đức Chúa Trời, chúng ta phải vâng lời Chúa.
thuận phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ thì nó mới lánh xa chúng ta. Amen. Chúng ta thuận phục Chúa, nó không ma quỷ nó nghe lời, còn không thuận phục Chúa nó không nghe lời. Nhiều khi con cái Chúa, chúng ta tin đồ Chúa, con sống đời sống tốt đẹp, rồi mỗi sự xảy ra tốt đẹp ta không có đâu. Ma quỷ sẽ tấn công chúng ta, tấn công con cái chúng ta, tấn công tiền bạc chúng ta. Cho nên Chúa dạy chúng ta là thuận phục Chúa, chống trả nó thì nó làm gì? Nó chạy trốn. Mình đủ nó đi, không đủ nó không đi. À, cho nên khi bệnh tật mà nó đến cái đời sống mình, đủ nó đi. Chứ ông nói là, ồ Chúa, người tín đồ, nhiều khi tín đồ quen có xưa, ồ muốn bệnh rồi. Không bệnh mà nó muốn bệnh rồi. À, đau cũng chết rồi. À, chúng ta phải học lấy cái từ ngữ này ra khỏi đời sống của mình. À, rồi cuối cùng, chúng ta muốn sống đời sống đức thánh này, khi mà nan đề khó khăn đến đời sống chúng ta. Đừng để điều ác thắng mình, phải dùng điều thiện thắng được ác. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng mà dùng điều thiện để thắng được ác. Người Việt Nam chúng ta có câu là thiện thắng ác, không thể thắng người thiện. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta khác. Chúa dạy chúng ta khi mà người ác đối xử với mình thì mình dùng điều thiện mà sẽ thắng họ. Có nghĩa là khi ai làm điều gì xấu cho mình, hay mình giận, mình buồn, mình chúc phước cho ai, Chúa nói rằng ai lấy cái áo ngoài đó cho luôn áo trong, ai giả má bên trái đưa má bên phải. Tại sao Chúa kêu chúng ta làm việc này? Bởi vì Chúa không muốn chúng ta buồn giận cay đắng. Bởi vì chúng ta buồn giận cay đắng tổn thương thì ma quỷ có cơ hội đánh tiếp. Cho nên khi chúng ta chống trả bằng cách nhịn nhục, bằng cách yêu thương đó, thì Chúa sẽ thay đổi điều đó và Chúa ban thưởng lại cho chúng ta. Cho nên là bắt đầu hôm nay, cầu xin Chúa cho chúng ta thuận phục Chúa, vâng lời Chúa, chúng ta sẽ luôn luôn thắng. Xin Chúa giúp cho chúng ta khi bất cứ chuyện gì xảy ra, ai làm được chúng ta, cầu nguyện Chúa, Chúa tha thứ cho họ, họ biết được đó họ làm. À, đối xử với họ bằng tình yêu thương. Đừng đối xử với họ dựa theo những gì họ đối xử với mình. Và chúng ta sẽ thấy là càng phước thì càng thêm bình an, càng thêm bình an, vui mừng, càng thêm vui mừng. Cho nên ai làm chúng ta buồn, cười lên. À, vợ chồng có chuyện xích mích nhau, à, thay giận, à, trách nhau, à, để anh nuôi em cái, rồi sao? À, đó là cách chúng ta chúng ta sống. Cái từ ngoài là giận nhau thì làm bên này, làm bên kia, trách nhau. À, hồi tối tôi không biết ai đó, tôi nhớ mà tôi nhớ bài hát mà anh đã làm đưa em sang đây. À, của nhạc sĩ Lam Phương, mà tối tôi nghe lại cái bài hát đó, hát cái nào thì tôi quên rồi, nhưng mà ý nói là 20 năm hai người lấy nhau, nhưng mà khi mà rước cô này đem qua bên đây rồi cái bả bỏ ông đi, cho nên anh đã làm cho em sang đây, và mỗi đêm thì nó bị đau khổ từng ngày. À, theo Chúa không bao giờ làm. Amen. Bất cứ gì xảy ra ta, Chúa cũng không làm luôn. Amen. Không, Chúa đứng lên mà cho cầu nguyện. Quay qua người cái bên, tôi không làm khi tôi đi nhà thờ. Amen. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Đại gia con đến với Ngài trong danh của Chúa Jesus Christ. Con cảm ơn Chúa vì Ngài, lời của Ngài là lời thân linh sự sống. Khi chúng con nghe lời Ngài, chúng con càng sống mạnh mẽ và chúng càng sống đắc thắng. Đại Chúa con cầu nguyện là trong danh của Chúa Jesus Christ, con khai quang cho mỗi người thành tín đồ trong hội thánh con là những người mạnh mẽ. Alleluia. Alleluia. Họ mạnh mẽ, họ trở nên giống Đức Christ, họ trở nên trưởng thành và đồng thời họ bước đi trong năng quyền của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Alleluia. Con cầu nguyện cho hội thánh chúng con. Ô, mỗi người chúng con trong năm nay mỗi người chúng con mạnh mẽ bằng cách con dẫn con người đến với Chúa. Con mạnh mẽ bằng cách là chúng con mở một tổ tế bào, chúng con có thêm một tổ tế bào. Chúng con mạnh mẽ bằng cách là chúng con sẽ mở ra những hội thánh khác. Ô, dân hiến để giúp đỡ cho hội thánh được phát triển. Con cảm ơn Ngài. Alleluia. Con cầu nguyện cho mùa phục sinh này, Chúa ơi, cho giúp đỡ chúng con để dẫn bạn bè con đi dự phục sinh. Alleluia. Và Chúa ơi, cho dùng đời sống con để dẫn dắt nhiều người đến với Chúa. Dân dân Chúa xin cầu nguyện những ai xa lìa Chúa trở về nhà Ngài. Alleluia. Những ai yếu đuối mạnh mẽ. Alleluia. Ô, những ai bệnh tật được chữa lành, những ai thiếu thốn được dư dật, con cảm ơn Ngài. Nguyện thánh linh của Chúa ngày và đêm chiếu rọi nơi này và làm ơn cho từng người một, những người lãnh đạo của hội thánh chúng con, ô, những nhân sự, những người phục vụ Chúa và tất cả con cái Chúa trong hội thánh con được bình an mỗi đời. Con cảm ơn Chúa. Con hiện nhân cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh
nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.